Nhân dịp đầu xuân năm mới thì em tiếp tục có những video cập nhật giá thành để phục vụ mọi người. Ngày hôm nay thì cũng là video đầu tiên của năm 2023, đây là năm Quý Mão. Thì em xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn bộ các bác, các anh, các chú, các anh em ở trên kênh. Chúc các bác một năm mới vạn sự như ý các bác nhé. Ngày hôm nay thì theo yêu cầu của nhiều bác có nhắn tin và gọi điện về cập nhật lại các cái mẫu TV đang tiếp tục chạy chương trình của cái dịp đầu xuân này. Các mẫu TV thông minh với kích cỡ màn hình từ 55 inch tới 85 inch để phục vụ mọi người. Đấy, thì hôm nay thì chủ yếu là những mẫu TV giá rẻ thôi. Đầu xuân thì các bác sẽ tham khảo và đi mua, thì đợt này bên em sẽ có 3 ngày. Nếu các bác tới trực tiếp tại siêu thị thì có cơ hội là bốc rút thăm lì xì. Đấy, cây lì xì bên em để trực tiếp ở tại cửa của siêu thị luôn. Đấy, các bác nhìn ở phía xa có thấy không ạ? Cây lì xì có bốc thăm từ 50.000 cho tới 500.000 các bác nhé. Đấy, nó không liên quan gì tới giá bán của những cái mẫu TV cả. TV thì vẫn khuyến mãi mà lì xì thì vẫn bốc. Những mẫu đầu tiên em quay để mọi người xem thì sẽ có kích cỡ màn hình từ 55 inch tới 85 inch. Thì hiện tại bây giờ TV Samsung, TV Sony, TCL hay LG thì các bác sẽ để ý những cái mẫu sau. Mẫu đầu tiên em quay với kích cỡ màn hình 55 inch độ phân giải 4K bán rất là nhiều của dịp Tết vừa rồi. Đấy, nhiều bác mà đi tìm TV giá rẻ của Samsung để phục vụ mua về cho ông bà, các cụ cao tuổi tại gia đình sử dụng ấy, thì một chiếc TV có điều khiển thông minh, có độ phân giải, độ sáng vượt trội, chất lượng hình ảnh sắc nét, thì đó là cái mã hàng với giá bán khoảng 10 triệu 900 thôi. Đấy, TV Samsung rẻ nhất trong vòng nhiều năm trở lại. 55 AU 7700, thiết kế tràn viền ba cạnh, chân đế chống hai đầu khá là cao. Con này thì có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi. Mã hàng này thì có đầy đủ các ứng dụng thông minh, xem truyền hình, xem phim, xem thể thao, không cần phải cắm băng ten. Có cả wifi, kết nối mạng không dây, hay là trình chiếu nội dung từ điện thoại thông minh lên. Có các cái chương trình, có các ứng dụng để phục vụ nhu cầu học tập, giải trí nữa. Có khả năng kết nối với các thiết bị từ điện thoại thông minh, kết nối với laptop hay máy tính để bàn, hay là bắt Bluetooth từ TV ra loa tai nghe, đơn giản và dễ dàng. AU 7700 ấy, thì thời điểm cao điểm nó bán khoảng 12.8, 12.5, và chạy chương trình đợt Tết rồi thì em tiếp tục chạy còn là gì 10 triệu 900. Nhưng cái mã hàng mà giảm sâu nhất thì phải là mã hàng 65 inch. 65 AU 7700, đấy, kích cỡ màn hình 65 inch của phiên bản 7700. 55 inch là 10 triệu 9, còn 65 inch là 12 triệu 700. Đấy, một trong những mẫu TV 65 inch rẻ nhất của Samsung tại thời điểm bây giờ. Đấy, tràn viền ba cạnh có cái chức năng PC on TV, có công nghệ vô color. PC on TV này là gì? Là mọi người có thể trình chiếu nội dung từ laptop máy tính lên, không cần phải cắm dây HDMI. Để các bác xem truyền hình, xem bóng đá, xem phim từ laptop thì không cần phải cắm dây, các bác ngồi, các bác chỉ trình chiếu, các bác ấn một ấn thôi là tất cả nội dung từ laptop nó sẽ truyền lên AU 7700. 127 là TV mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng, hay làm tại nhà, lỗi một đổi một trong 30 ngày đầu mọi người nhé. Hai cái mẫu này thì được ra mắt vào năm 2021, tiếp tục sản xuất bán ra trong năm 2022. Và trong năm 2023 này thì tiếp tục được bán rất là nhiều. Tết vừa rồi thì hai mẫu này là hai mẫu được nhiều người mua, nhiều người lựa chọn bởi giá thành rẻ và chất lượng hiển thị hình ảnh vô cùng sắc nét và ổn áp. Cái mã mà cao hơn, cao đời hơn thì nó ra mắt của năm 2022 và có tích hợp điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Đấy, cao hơn AU 7700 là BU 8000. Thực tế thì màu sắc của BU 8000 và AU 7700 nó sẽ chênh nhau không quá nhiều, nhưng BU 8000 thì sẽ có thiết kế mỏng hơn, có thêm điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, với giá bán sau khi trừ hết quà còn khoảng 11 triệu 900, nhỉnh 11 triệu 9, 12 triệu với mã hàng này. Con này thì hình dáng thiết kế thì nó mỏng hơn so với cả AU 77, nó sẽ vượt trội hơn với điều khiển dùng cái công nghệ sạc pin, chứ nó không có dùng pin giống như AU 77. Đó là 55 inch. Còn đối với 65 inch thì tại Ecomart đang bán với giá là 15 triệu 040. Thì mã này giá không có tốt, bởi vì là thời điểm trước mà các bác có mua ấy, thì con này có thể mua được với giá là 14 triệu 170 nghìn. Và nó đang tăng lên khoảng hơn 15 triệu rồi. Nên là thời điểm này mà lựa chọn 65 4K có điều khiển giọng nói thì lựa chọn AU 7700 với giá 12 triệu 700 nó sẽ phù hợp hơn so với cả cái mã hàng 65 BU 8000. Các dòng TV QLED thì sẽ có cái độ tương phản, độ sâu vượt trội hơn so với những mã hàng với công nghệ màn hình LED thường. TV QLED ấy, thì sẽ có các đời từ Q60B, Q70B, Q80B. Và những cái mẫu đó thì nó sẽ có cái công nghệ gọi là công nghệ quantum tầm đốt, nên là độ sâu của màu đen, các cái độ sáng, độ rực rỡ của các sắc màu nó sẽ đẹp hơn so với cả AU 7700 hay là BU 8000.
Q80B là mã hàng được nhiều người lựa chọn với công nghệ led lần tần số quét 120. Con này bán với giá 17 triệu 700. Đấy, công nghệ led lần là gì? Led lần nó sẽ có cái bố trí bố cục của hệ thống các bóng đèn led ở phía đằng sau lưng của tivi. Nó chia theo hàng lối, nó dày hơn, nó có cái công nghệ full array, tức là gì, công nghệ direct full array này nó sẽ kiểm soát bật tắt từng khu vực đèn lần, nó tạo ra độ tương phản và độ sâu màu đen vượt trội. Nên là các bác nhìn màu sắc, nhìn xem hình ảnh ở trên Q80B thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cả phân khúc tivi bên dưới. Tràn viền bốn cạnh là cái thiết kế điểm nhấn ở trên Q80B. Con này cũng có chân đế tại vị trí trung tâm, bị trống chính giữa luôn, trên đế kim loại nguyên khối này. So với cả Q70B, Q60B thì con này nó sẽ có công nghệ led lần vượt trội hơn, thiết kế tràn viền bốn cạnh đẹp hơn, cũng có cái chip xử lý nâng cấp hình ảnh lên chuẩn, cái lên chuẩn độ phân giải 4K bằng trí tuệ nhân tạo vượt trội, và cái độ tương phản với công nghệ quan tâm HDR 12X đạt đến 1.500 nit. Nên là trên Q80B độ sáng nó sẽ sáng hơn rất là nhiều so với ở Q70. Tuy nhiên thì nếu mà các bác không muốn đầu tư tới tận 17 triệu 7 mà các bác chỉ còn khoảng 15 16 triệu thì lựa chọn Q70B với tần số quét 120 thì cũng không phải là một lựa chọn tồi. Con này cũng có chip xử lý giống như Q80B, cũng có thiết kế tràn viền ba cạnh, không phải bốn cạnh, cũng có chân đế kim loại vị trí trung tâm, và mã hàng này bán với giá khoảng 16 triệu 300 thôi. 16.3 cho Q70B. Đấy thì hai cái phân khúc Q70 và Q80 sẽ cao cấp hơn so với cả Q60. Thằng Q60 thì là cũng là TV QLED rồi, cũng thiết kế tràn viền, chân đế tại vị trí trung tâm rồi, thì nó chỉ kém hơn một chút là không phải chân đế kim loại, nó là chân đế nhựa này, cũng thiết kế tràn viền nhưng sẽ thua Q70 và Q80 ở cái công nghệ là tần số quét 120. Cái tần số quét 120 này về cơ bản ấy, các bác phải hiểu nó chuẩn là gì, là biến TV thành màn hình chơi game kết hợp với các bộ game giải trí đỉnh cao. Rồi các bác muốn trải nghiệm các khung hình, đấy, tốc độ chuyển động mượt mà nhanh qua các cái game đó ấy, thì các bác lựa chọn tần số quét 120. Còn về cơ bản mà các bác xem YouTube, xem truyền hình thì cái tần số quét 120 đó nó sẽ không không có tác dụng quá nhiều. Đấy, cái tác dụng duy nhất mà nhiều nhất đó chính là màu sắc, độ tương phản. Cái công nghệ quan tâm HDR 1500 nit trên Q80B ấy, thì nó mới cho cái độ sáng nó vượt trội. Nên là nhìn màu trên Q60 và Q70 nó sẽ thấp hơn so với Q80. Nhưng về xem các nguồn tín hiệu mà chưa phải chuẩn, xem trên YouTube hoặc xem truyền hình free, đài truyền hình quốc gia họ phát miễn phí ấy, thì gì? Thì Q60B là một lựa chọn ổn áp rồi, và giá thành rất là rẻ, nó khoảng 13 triệu 670 thôi, 13 670. Đấy, tất cả từ thiết kế mỏng, đấy, tràn viền ba cạnh, hệ thống các cổng kết nối bố trí bên sườn, có Bluetooth, có công nghệ chấm lượng tử, có điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, có hệ thống các ứng dụng được bố trí tại màn hình trang chủ, tất cả các ứng dụng phục vụ nhu cầu xem giải trí thì Q60B đã là có rồi. Với phiên bản 55 inch là 13 triệu 670, còn đối với phiên bản 65 inch thì đang bán với giá là 16 triệu 100. Đấy, Q60B nhé, 16 triệu 100 cho 65 inch, còn 55 inch là 13 triệu 670. Các cái mẫu TV mà có giá tốt nữa thì sẽ có là 65Q70 và 65Q80B. Nhưng 65Q80B thì đã tăng giá lên khá là cao rồi, con đó cũng đang không còn hàng nữa. Q80B thì bên em còn đang hết hàng, giá bán con đó thì hiện tại đang bán với giá khoảng tầm nhỉnh 22 triệu, và 65Q70B thì đang bán với giá là có 18 triệu 190 nghìn thôi, 65Q70B các bác nhé. Các cái mẫu TV em quay ấy, thì về cơ bản thời điểm này các bác mua thì Q80B 65 inch đang hết hàng, Q60B thì cũng chỉ còn vài chiếc. Các cái mẫu cơ bản đó là những cái mẫu TV bán nhiều nhất. Đấy thì sau những cái mẫu TV 65 inch, 55 inch của Samsung thì những mẫu mà bán nhiều, đây con này đang bán, đây là 65Q80B này, hiện tại chỉ còn một hai chiếc con này. Này đang bán với giá tầm 22 triệu các bác nhé. Đấy. Sau TV Samsung thì đó sẽ là một loạt những cái mẫu TV của TCL mà nhiều bác cần quan tâm. Và hiện tại nếu mà các bác mua ấy, thì theo quan điểm của em thì các bác lựa chọn cái mẫu này là ổn áp nhất này. Đó là 55C725 TCL QLED. Đấy. Với hệ điều hành Android 11, thiết kế tràn viền, viền kim loại, có cái độ sâu của màu đen, độ tương phản vô cùng xuất sắc. Đây là cái video em đang quay ở trên 55C725 đang bán với giá là 9 triệu 580 nghìn thôi.
có cái hệ điều hành Android, rồi cái độ phân giải, độ sâu của một brand với công nghệ quan tâm, công nghệ chấm lượng tử, nên là màu sắc các bác xem ở trên con này vô cùng xuất sắc. Cái điểm nhấn của con này nữa đó là công nghệ âm thanh loa Onkyo được tích hợp ở trên C725. Đấy, nghe loa rất là sống động, xuất sắc. Chân đế thì có thể là gì tùy chỉnh vị trí lắp đặt ở bên ngoài hoặc vị trí chính giữa, có cả công nghệ tìm kiếm giọng nói dành tay không cần cầm điều khiển. Nhưng mà em kết nhất đó chính là màu sắc và cái công nghệ gì công nghệ loa tích hợp ở trên C725. 9.580.000 so với cả thời điểm mà nó mới bán ấy, khoảng 15 triệu, thì đây là cái thời điểm giá tốt nhất trên con C725 này. Hệ điều hành Android, các bác có thể là tùy chỉnh tùy biến tải rất là nhiều các ứng dụng từ kho ứng dụng của Google. Đấy, có Bluetooth, các công nghệ trình chiếu nội dung từ điện thoại iPhone, từ laptop hay máy tính để bàn lên C725 thì vô cùng mượt mà, không có độ trễ. Một trong những sản phẩm vô cùng ổn áp, giá tốt tại thời điểm này. Tầm này thì các bác đừng đi tìm những con TV mới vào thị trường Việt Nam như Xiaomi hay Coca. Đấy, hãy lựa chọn con C725 này. Các cái dòng mới như C635, C735 mới thì giá cao hơn rất là nhiều. Mặc dù công nghệ nó không không nổi trội, màu sắc không quá xuất sắc, nó không hơn so với cả con C725. Đấy, nó chỉ hơn về giao diện Google TV mới thôi. Còn Android rồi các cái ứng dụng tích hợp sẵn thì trên C725 tại thời điểm bây giờ mới là ổn áp. Mẫu 65 inch và 75 inch thì sẽ có 75P638 tại Ecomart đang bán với giá 17.240.000. Con này thì chưa phải là QLED giống như C725 nhưng màu sắc với độ phân giải 4K. Tìm kiếm một chiếc TV với kích cỡ màn hình đến 1m8, 1m7, 1m8 với giá thành khoảng 17 18 triệu thì con này đang có giá ổn áp nhất. 75P638 là dòng Google TV mới với độ phân giải 4K. Đấy, có điều khiển tìm kiếm giọng nói đi kèm. Đấy, các bác cầm điều khiển là có thể tìm kiếm hoặc tương tác với cả TV qua trợ AR. Thiết kế tràn viền và viền kim loại bao quanh. Đấy, thì sau một loạt các cái mẫu TV 75, 55 inch và 75 inch thì còn một mẫu nữa mà em muốn quay để các bác quan tâm, đó là 65Q636, dòng 4K QLED với giá 16 triệu 500 65. Con này thì sẽ có cái màu sắc độ sâu của một nó đẹp hơn, rẻ hơn cái con 75 inch khoảng tầm 5 đến 700, nhưng màu sắc và cái công nghệ tần số quét 120Hz, nên là các bác xem những khung hình với tốc độ chuyển động nhanh ấy, thì trên Q636 nó sẽ vượt trội hơn so với cả đời P. Đấy, 65Q636 hay 65C635 thì nó cùng là một mã hàng, nó chỉ thay đổi về tên thôi. Đấy, công nghệ tìm kiếm giọng nói dành tay này, tần số quét 120, công nghệ màn chấm lượng tử QLED này, độ sâu của brand vượt trội, quét hình tốc độ nhanh, rồi gì, rồi tìm kiếm các ứng dụng, khởi động các ứng dụng bằng giọng nói tiếng Việt đơn giản và dễ dàng, thiết kế tràn viền, tùy chỉnh vị trí lắp đặt, công nghệ loa Onkyo tích hợp, một trong những sản phẩm thì được trang bị rất là nhiều các công nghệ và giá thành vô cùng tốt, 16 triệu 500, 16 triệu 500 cho 65Q636. Sau Tesla thì sẽ có LG, cũng là một trong những mẫu TV đang được nhiều các bác quan tâm và mong muốn cập nhật giá thành. Nhưng mà trước khi đi tới những mẫu đó thì em lướt qua một mã hàng mà cũng được bán nhiều dịp Tết rồi. Đấy, với giá 8 triệu 730 nghìn, C55 Daily Base, nhãn hàng của Nhật Bản, được sản xuất tại Thái Lan, thiết kế tràn viền, độ phân giải 4K, một trong những mẫu TV giá rẻ, đầy đủ các tính năng thông minh, được nhiều bác lựa chọn dịp Tết rồi. Đấy, dịp Tết rồi, C55 Daily Base của Sharp các bác nhé. Đấy, sau Sharp thì sẽ có của LG. LG thì có các cái mã hàng như 55UB 7550 với giá là 11 triệu 640. Con này là một trong những dòng TV thông minh, độ phân giải 4K, có Magic Remote rồi. Cái Magic Remote xịn sò của LG thì cái mã hàng này với giá là nhỉnh 11 triệu. Đấy, 11 triệu 650 nghìn, 11650 cho 55UB 7550. Nhưng cái mã hàng mà em muốn các bác xem và quan tâm ấy thì đó là mẫu UB8001 hoặc UQ8000 với giá 12 triệu hoặc nhỉnh 12 triệu một chút. Đây là những mẫu TV được nhiều bác lựa chọn của LG với đầy đủ các tính năng thông minh, có công nghệ xử lý hình ảnh, nâng cấp các nguồn tín hiệu đầu vào lên chuẩn 4K và có các công nghệ kết nối các thiết bị ngoại vi mà không cần cắm dây HDMI. Đấy, thì 75 inch của LG cũng là mẫu nhiều bác hỏi. Đấy, nhiều bác sẽ hỏi và muốn so sánh con 75UQ8000 này. Em đang quay 75UQ8000, 19 triệu 670 so sánh với cả 75UB 7800, nhưng con UB 7800 là đời thấp hơn so với cả UQ8000. UQ8000 là đời của 2022, có thiết kế viền mỏng ba cạnh,
có Magic Remote, có chip xử lý Alpha 5 thế hệ thứ 5. Nên là cái màu sắc độ tương phản ở trên UQ 8000 thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả UB 7800 các bác nhé, 19670 với cái mã hàng 75UQ 8000 này. Cái mẫu TV của Sony cũng sẽ được nhiều các bác quan tâm. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì X85K đang hết hàng. Những cái mẫu mà giá đang vô cùng tốt thì sẽ có 65X80K với 18 triệu 200 và 65X95K với giá bán là gì? 23 triệu 380 nghìn, 23.380 cho 65X90K. Con này thì sẽ đắt hơn so với cả 65Q80B với giá khoảng 22 triệu. Nhưng cái mẫu này nó chạy hệ hành Android và dòng công nghệ LED lần tần số quét 120 này thì được nhiều bác quan tâm bởi chất lượng, lại xuất xứ Malaysia, hệ điều hành Android với Google TV sâu các ứng dụng ra bên ngoài, màn hình trang chủ, thiết kế tràn viền công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay, có bộ vi xử lý chuẩn như mắt người cảm nhận, lại xử lý từ màu sắc, độ bão hòa, xử lý từ độ tương phản, xử lý từ cái độ chuyển động và cả âm thanh nữa. Âm thanh phát ra từng màn hình cho cái trải nghiệm giống như gì? Giống như đang nghe kết hợp loa vậy. Lại có hệ thống các loa được bố trí ở bên sườn, đấy, hai bên của TV ở phía sau. Nên là cái âm thanh các bác nghe ở trên X90K nó vô cùng sống động, đấy, cho cảm nhận giống như nghe tại rạp vậy. Chân đế cũng là một cái điểm nhấn của X90K. Các bác có thể lưng lên hoặc hạ thấp với cái chân đế tùy chỉnh, dễ dàng lắp đặt mà không cần phải sử dụng ống vít này. 23 triệu 380, giá vô cùng sâu so với cả thời điểm trước bán trên 24 triệu. Đấy, thì các mẫu TV giá rẻ nữa thì có 55 inch với đầy đủ tính năng cơ bản, có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt. Đấy, mã hàng TV Sony với giá nhỉnh 12 triệu 460 nghìn, 55X75K. Đây là mẫu TV Google TV mới trong năm 2022 mà Sony có giá bán rẻ nhất trong rất là nhiều năm qua. Đấy, 12 triệu 460 nghìn với cái mã hàng 55X75K này. Đấy thì các bác có thể là xem thêm các mẫu TV khác tại Ecomart Đông Anh. Và hơn hết là đầu năm mới thì trong 3 ngày, mùng 6, mùng 7 hoặc mùng 8 thì mọi người có thể là bốc thăm lì xì, có thể trúng tới 500 nghìn. Đây là cây bốc thăm để các bác có thể qua trực tiếp Ecomart Đông Anh nhé. Tất cả các bác cần hỗ trợ tư vấn hoặc tư vấn thêm thì có thể điện trực tiếp về hotline 0974178566 hoặc truy cập website ecomart.vn để hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bác nhé.